Chào các bạn nhé. Mình là Trần Thế, chia sẻ đam mê đây. Video này mình chia sẻ cho các bạn một cái mẹo để chúng ta bảo quản được rau thơm hoặc là hành ngò nó được tươi lâu hơn nhé các bạn. Rồi ok, mời các bạn xem. Đây. Rồi các bạn cắt cho mình mấy phát ở xung quanh các bạn ạ, nha. Đó, các bạn cắt mấy phát xung quanh như này, mình cắt sẵn cho nó nhanh nha các bạn. Đó, xong rồi các bạn là bỏ rau thơm hành ngò vào thôi, bạn bỏ vào trong chai. Các bạn lưu ý là các bạn phải để cho ráo nước các bạn nhé, đừng để cho nó còn nước trong này các bạn nhé. Chúng ta nên để cho ráo nước đi rồi bạn hãy bỏ vào chai nha các bạn. Hồi nãy chúng ta cắt vài đường như vậy á thì chúng ta lắp vào cho nó dễ các bạn ạ. Đó, rồi các bạn bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thôi nha các bạn.